cái con kia này. Này. Ờ, chuyển về Quảng Ninh này. Hai con bò Babi gây lái đẳng cấp. Đấy. Chuyển hai con về Quảng Ninh, toàn hàng đẳng cấp luôn. Babi gây lái nó phải vip như này, các bác về lui nó mới sướng. Hai con toàn hàng tầm đại. Hổ tư nó đã to như này. Bầu sữa buông hết rồi. Hai này chở to đi bình thường các cú nhá. Còn 8 tháng rưỡi rồi. Về chục ngày đẻ. Của nó là bao ngày hả chú? 10-15 À thế như người rồi ạ? Còn bò đẹp. Con bò nhìn nó sướng. Ê! Chân lại ra. Người đẹp, bò nó đẹp. Đấy, mua những con bò này nhìn nó sướng. Còn hàng tầm đại. Vip luôn. Cái dây khấu lỏng hết. Cái dây khấu bóp đấy. Còn cái dây mũi thả nó lỏng đấy. Chứ nó buộc cái dây. Cứ đi bình tĩnh nha. Bao bên dưới kia khấu.